Trên vừa ấy để bảo chưa mua cơm chưa? Ăn cái đàn lên bắt đầu. Bắn thử nè. Hả? Trên vừa ấy bảo của tôi chưa mua cơm nè. Thôi. Bỏ tiền. Hẹn rằm tháng 7 mà đang làm đấy. Hả? Hẹn rằm mà. Thôi. Bỏ thêm tiền nữa ở đây, mấy ông mới là đủ mâm đấy. Hả? Trên đây 4 rồi. Tiền nữa 5 mấy ông mới là 6 là đủ mâm đấy. Đủ mâm đấy. Đã nắng sớm rồi, còn may còn tí gió mát.